Dạ vâng thưa quý vị, giây phút đánh dấu thời khắc vô cùng quan trọng đã đến với lời chào thân ái, sự chia sẻ lời biết ơn của gia đình cùng dâu rể tiếp tục gửi tặng đến tất cả quý vị. Đón nhận điều đó là sự cổ vũ đồng nhiệt và tất cả quý vị tiếp tục dành đến chào mừng tiếp giữa hai gia đình. Xin mời đại diện của hai gia đình cùng chia sẻ và con dâu sẽ chính thức nâng cốc để ngày xưa mà bà Phượng bà ấy còn về đây ở với chị mấy này cậu phố về đây này ở Ninh Giang đây này, thế mới đẻ con này gọi là con Giang đấy, Ninh Giang à đấy, Ninh Giang Ninh Giang hả? Thằng Thắng hồi xưa nó ở nhà nó bé bé, nó ở chị Tú mua mở cho nó cái giá. Tôi bảo rằng chị Tú của hai chị em cô anh cậu nhà lắm nhà cũng xa thế mà nó gần. Nó vừa sáng nó đi vô đấy. Em cũng đi gầy, có 58.